Chào mừng các em đã quay trở lại với lớp học hóa của cô. Ở video trước, các em đã biết được rằng theo Arrhenius thì axit phải có proton H+, còn bao giờ thì phải có ion OH-. Tuy nhiên, hôm nay các em sẽ biết thêm rằng bao giờ không nhất thiết phải có ion OH- đâu. Vì sao vậy? Các em hãy cùng bước vào bài học này nha. Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên Bronsted thèm ăn bánh bao nhưng ông tìm mãi vẫn không có nơi nào bán chiếc bánh bao nở to, tơi xốp đúng ý ông muốn. Thế là ông quyết định điều chế ra một loại bột giúp nấu bánh bao ngon nhất. Đó chính là bột nở có công thức NH4HCO3 từ NH3. Ông vào phòng thí nghiệm và bắt đầu điều chế bột nở từ NH3 thì đâu đó lại có một lá quỳ tím rơi vào cốc đựng dung dịch NH3. Lạ thay, lá quỳ tím chuyển sang màu xanh. Theo Bronsted, muốn làm quỳ tím chuyển sang màu xanh thì cốc đựng NH3 phải có ion OH trừ. Nhưng rõ ràng trong phân tử NH3 hoàn toàn không có nhóm OH trừ. Ông mang ly nước đựng NH3 có mảnh quỳ tím ở trong đó đến gặp Andrenius để hỏi. Thì Andrenius cũng không thể giải thích được và đố lại Bronsted tìm được lý do. Sau đó, ông về nói với bạn mình là Lori, hiện tượng khó hiểu của NH3. Hai nhà khoa học đã độc lập quan sát đặc điểm chung của axit và ba giờ trong nước. Khi hai ông quan sát quá trình NH3 tan trong nước, thì họ thấy rằng NH3 đã nhận thêm một proton H cộng của nước và tạo ra ion NH4 cộng và ion OH Từ đó, hai ông lý giải rằng NH3 cũng là một ba giờ, vì trong dung dịch của NH3 vẫn có ion OH trừ, vậy nên quỳ tím đã chuyển thành màu xanh. Hai ông đến khoe với Andrenius điều này. Andrenius có vẻ hài lòng, nhưng ông vẫn hỏi thêm hai ông có thể giải thích sự hình thành axit được không?